Chúng ta nghĩ thử xem cha mẹ chúng ta trong một đời có tích đức hay không? Không có tích đức. Tôi nói bản thân tôi, cha mẹ tôi không tích đức. Vì sao vậy? Xin vào thời hoạn nạn. Vào thời kỳ dân quốc, Phụ thân mẫu thân tôi hình như sinh vào thời tuyên thống mạc niên. Mười mấy tuổi Nhà Thanh đã mất nước Xã hội đã động loạn Năm xưa chúng tôi không hiểu được Đến thời kỳ kháng chiến Chúng tôi đã hoàn toàn hiểu rõ Bản thân chúng tôi cũng đã lớn Lúc chiến tranh bùng phát Tôi đã 11 tuổi Đây là trong một đời cha mẹ Chúng tôi ngày nay đọc sách Thánh Hiền biết được không có tích đức. Đời này chúng tôi chịu khổ cũng đáng thôi. Tổ tông có tích đức hay không? Nghe lời bạn học của phụ thân tôi, phụ thân tôi qua đời rất sớm. Sự việc trong nhà đều không biết. Còn có một người bạn cũ, bạn học cũ ở Đài Loan thời đó tôi mỗi năm đều đến thăm viếng ông ý thỉnh giáo ông ý đặc biệt là hỏi những chuyện trong thời của ông nội tôi ông ấy cũng biết ông nội của tôi là giảng bối nói với tôi ông nội tôi là một người túng cũng làm quan là một vị thanh quan Lại hướng lên trên nữa Chúng tôi tin rằng có tích một chút đức Vì sao vậy Đời này chúng tôi mới có thể gặp được Phật Pháp Mới gặp được thiện tri thức chân chánh Nếu không gặp được Không những đời này khổ Mà đời sau càng khổ hơn gặp được những vị thầy giáo này hướng dẫn chúng tôi chúng tôi hiểu được giác ngộ hiểu rõ ràng chân tướng sự thật biết được nên làm người như thế nào làm việc như thế nào về sau quang minh sẽ vô lượng sống trong đời loạn lạc này chúng tôi nên làm như thế nào để biểu pháp muốn đem lời giáo huấn của thánh hiền từ bản thân mình thực hành ra cho mọi người thấy thân hành ngôn giáo mọi người nhìn rồi mới tin tưởng được mới có thể chăm chỉ học tập Cho nên thọ sanh tử tái này Là sự việc của Bồ Tát A-la-hán à, à, trong kinh nói Đều có mê vì cách ấm A-la-hán à, sẽ chọn lựa Có năng lực để chọn lựa Nhưng sau khi chọn lựa Họ vừa ra đời liền mê rồi Tất cả phải bắt đầu lại từ đầu Phải học lại từ đầu chỉ có Bồ Tát nhập thai Xuất thai Họ sẽ không mê hoặc